Tự chư Phật Tất cả chúng sanh đều là Phật dị lai Mỗi người chúng ta đều có ở trong đó Là Phật dị lai Bằng nhất định sẽ thành Phật Thời gian của mỗi người lâu hay mau không nhất định Chỉ cần bạn đến được thế giới cực lạc Thì nhất định bạn sẽ thành Phật Vì sao vậy? Một khi nghe qua tai Dính diễn trồng thiện căn Bạn nghe một kinh này rồi Nghe một phút, nghe hai phút, nghe một câu, hai câu Thì trong a là giới thức đã trồng được hạt giống kim cang rồi Những người này chúng ta có thể xem thường không? Không thể xem thường Bạn có thể đắc tội không? Nếu như đắc tội thì bạn đắc tội với Phật Nếu như bạn xem thường thì bạn đã xem thường Phật rồi Không thể được Nhất định phải hiểu mà tôn trọng phải quan nghị tán thán ở trên kinh chúng ta nhìn thấy có thí dụ có người gặp được thích ca ni phật xin phật cạo tóc cho ông ông muốn xuất gia Thế Tôn vừa thấy liền bảo những vị đệ tử ở bên cạnh Đều là Đại A-La-Hán Mọi người hãy đến đây xem Người này có thể xuất gia được không Thần thông của A-La-Hán Có thể quan sát 500 kiếp Mọi người nhìn, nhìn thấy Trong 500 kiếp đều không thấy Có một chút thiện căn gì Ông ta làm sao có thể xuất gia đây Chính là chẳng có duyên với Phật Xuất gia thì phải có duyên với Phật không có duyên với Phật thì không thể xuất gia Phật liền nói với mọi người Được Ông có thiện căn, Các ông không nhìn thấy Vô lượng kiếp về trước Ông là người tiều phu Làm nghiệp đốn củi Ở trên núi đốn củi thì gặp một con hổ Một con hổ muốn ăn thịt ông Ông liền trèo lên trên cây La lên một tiếng Nam mô Phật Là cái nhân duyên này trong đời này khi gặp ta ông muốn xuất gia vô lượng kiếp trước a à la hán không nhìn thấy được điều này nói lên chủng tử phật pháp là kim cương bất hoại trong vô lượng kiếp vẫn không kết được duyên với phật thì cái chủng tử như thế này Gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật Vẫn là sự thành tựu Trong hội của Phật Ông chứng được quả A-la-hán Chúng ta tin tưởng Lời của Phật nói là không có vọng ngữ Nhất định là lời chân thật Cho nên chúng ta tin tưởng phật thì hiện thần thông hiện tướng lưỡi rộng dài biến khóc tam thiên đại thiên thế giới nó là chân thật đây là trong kinh di đà nói nó không phải là lưỡi rộng dài che phủ khuôn mặt tam thiên đại thiên thế giới không phải là cục bộ biến phú là tam thiên đại thiên thế giới cả thấy đều che phủ hết ở trên kinh di đà nói chi tiết hơn kinh này ở trên kinh này chỉ có nói các xuất quảng trường thiệt tướng ở trong kinh di đà nói là xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thật ngôn nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết như phật sở hữu niệm kinh bạn nên biết đây là đại bổn của kinh di đà bộ kinh này là tất cả chư phật đều hộ niệm bạn liền biết được sự quan trọng của bộ kinh này cho nên các vị nếu như bạn gặp phải ma nạn tôi gặp được rất nhiều ma nạn đều là có nguyên nhân đều là oan gia trái chủ của đời này và đời trước tìm đến cái thân này họ đến tìm bạn để dì dò bạn đều là có mục đích biết được bằng học phật bằng học phật bạn có thể giúp cho họ bạn có thể cứu họ khi mà bạn không có năng lực cứu họ thì tạm thời họ không để ý đến bạn. vì sao gì? không giúp đỡ được họ, hại bạn cũng không ít gì. khi hại bạn, họ sẽ nghĩ cách để cứu, họ sẽ đến. cách để giải quyết một số ma chướng, niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất bằng nói với quan gia trái chủ khuyên họ niệm phật cùng niệm phật với tôi cùng với tôi lại phật cùng với tôi tụng kinh từng là chúng ta cùng sanh về nước cực lạc xin đừng sợ trong nhà bạn thờ tượng a di đà phật cúng dường kinh vô lượng thọ hoặc giả là kinh Phật Thuyết a di đà Bạn nên biết Những bộ kinh này là tất cả chư Phật Đều hộ niệm Những người đọc bộ kinh này Trong Chú dạy của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ Chúng tôi trước đây đã đọc qua Đã giảng qua rồi Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Là Thượng Sư Kim Cang Mật Tông Trong Mật Tông Thì có quán đảnh Rất nhiều người Muốn được Thượng Sư quán đảnh cho họ Thượng Sư quán đảnh cuối cùng là có linh hay không Điều này rất khó nói Trên thực tế Hai cái từ quán đảnh này Cách nói như thế nào cũng khó hiểu Cũng bị hiểu lầm Cho rằng dĩ một chút nước Thì là quán đảnh rồi Tôi có bạn liền tiêu mất Thì liền có phước Như các bạn mỗi chiều khi đi tắm Xối nước đây là đại quán đảnh rồi Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Giải thích Cho chúng ta Đảnh là Đại Pháp Chí cao vô thượng Ý nghĩa của đảnh là như vậy Đại Pháp chí cao vô thượng là cái gì? Là Kinh Vô Lượng Thọ Là Kinh A Di Đà Là một câu sáu chữ hồng danh Là Đại Pháp chí cao vô thượng Quán là cái gì? Là truyền thọ cho bạn Đem cái Đại Pháp này truyền cho bạn Thì gọi là quán đảnh cho nên lão cư sĩ quan niệm tổ nó rất hay niệm một biến kinh vô lượng thọ từ đầu đến cuối thành tâm thành ý mà niệm trong lúc niệm không nên có vọng tưởng không nên có phân biệt không nên có chấp trước cung cung kính kính mà niệm một lần thì mười phương tất cả chư phật quán đảnh cho bạn một lần bạn nói xem điều này thù thắng biết bao nhiêu mỗi ngày bạn niệm hai lần thì được quán đảnh hai lần niệm ba lần thì được quán đỉnh ba lần đây là thật không phải là giả cho nên không cần đi tìm một vị thượng sư dễ vài giọt nước lên đầu của bà Vì này không có hiệu quả hoặc là sờ sờ dọc cái đầu có người đến tìm tôi tôi liền nói với họ trên đầu của mỗi người đều rất bẩn Sau khi sợ rồi thì nhiễm bệnh Sẽ lây sang người khác Cái đạo lý này phải nghĩ cho thông Cho nên thật sự phải rõ lý Tu hành như lý như pháp Chúng ta mới có thể đạt được lợi ích chân thật cho nên đừng để bị hình thức đánh lừa hình thức được thực hiện vào lúc nào khi biểu diễn trên sân khấu khi trình diễn ca hát biểu diễn cho cái gì cho những người không hiểu phật pháp lần đầu đến đây để cho họ xem đó là điều cần thiết tiếp dẫn chúng sanh cho nên Phật dạy có rất nhiều nghi quy Nghi thức Nó cũng giống như biểu diễn trên sân khấu vậy Tiếp nhận chúng sanh Không phải cho người tu hành